Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Đúng đâu, sai đó. Thưa quý vị và các bạn, tưởng rằng sau khi cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam hàng chục đối tượng tại hàng loạt tỉnh thành liên quan sai phạm trong mua sắm vật tư xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, thì số đối tượng trong vòng ngắm đã không còn nhiều. Ai ngờ thực tế cho thấy cơ quan chức năng kiểm tra vẫn phát hiện ra không ít vụ sai phạm mới. Mới gần đây nhất, Thanh tra tỉnh Bình Phước ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, bộ sinh phẩm xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Kết quả cho thấy phần lớn các gói thầu mua sắm thiết bị vật tư y tế trong thời gian này đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 22 luật đấu thầu. Các gói thầu này được xác định là mua sắm trong trường hợp cấp bách, tuy nhiên công tác thực hiện thủ tục mua sắm lại không hợp lý. Cụ thể, khi xác định là cấp bách thì chủ đầu tư cần phải chọn lựa nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu nhằm cung cấp kịp thời vật tư, thiết bị để phục vụ công tác phòng chống dịch, sau đó mới hoàn thiện thủ tục sau. Thực tế, các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn lại làm ngược lại hoàn toàn, là hoàn thiện thủ tục xong rồi mới ký hợp đồng với nhà thầu để họ cung cấp vật tư, thiết bị, dẫn đến thời gian mua sắm bị kéo dài. Qua thống kê, thời gian kể từ thời điểm có nhu cầu cần mua sắm đến khi hoàn thiện xong thủ tục, tiến hành ký kết hợp đồng ở cấp tỉnh từ 20 đến 43 ngày, ở cấp huyện là từ 5 đến 15 ngày. Như vậy, giữa việc xác định là cấp bách nhằm mục đích thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định thầu với việc tổ chức thực hiện hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Nếu là cấp bách thì phải mời ngay chỉ trong khoảng 1 đến 3 ngày, nhà thầu vào thực hiện gói thầu, sau đó mới hoàn thiện thủ tục, thì thực tế là ngược lại. Điều này cho thấy việc xác định gói thầu thuộc trường hợp cấp bách là không phù hợp. Điển hình là gói thầu mua sắm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch do Sở Y tế làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 7,8 tỷ đồng. Thời gian làm thủ tục 41 ngày, thực hiện hợp đồng 45 ngày, tổng thời gian từ lúc có nhu cầu đến lúc mua sắm xong là 86 ngày. Chưa hết, trong thời gian đoàn thanh niên làm việc, CDC tỉnh cung cấp hồ sơ và báo cáo đoàn thanh tra rất chậm so với yêu cầu. Còn một chuyện kỳ khôi không kém, vừa xảy ra ở một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đó là giám đốc CDC tỉnh này mới báo cáo giao nộp túi quà 450 triệu đồng cho người của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, mang đến nhà. Trả lời báo chí, vị giám đốc cho rằng, sự việc diễn ra gần nửa năm trước, vào trưa ngày 3 tháng 12 năm 2021. Lúc đó, ông vừa về tới nhà ở thành phố Vị Thanh, đang ăn cơm có người gọi điện xưng ở công ty Việt Á đến hỏi thăm sức khỏe và công tác phòng chống dịch của tỉnh. Sau đó, người này ra xe cầm chiếc túi bồi dưỡng cho anh em phòng chống dịch. Theo vị giám đốc, chiều cùng ngày, ông đem túi quà đến cơ quan mời các phòng chức năng và trình bày lại sự việc công ty Việt Á gửi tiền. Cùng với cơ quan lập biên bản, niêm phong và giao cấp dưới báo cáo lãnh đạo tỉnh. Không rõ vì sao sự việc đến nay mới được công bố. Đáng lưu ý, trước đó vài ngày, hôm 5 tháng 5, tỉnh này công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị và tư y tế sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19 với Sở Y tế tỉnh này. Lợi dụng dịch giã để té nước theo mưa để xảy ra những chuyện bê bối như vậy thì quả là thực tế thật đáng buồn. Cử tri mong xử nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả cấp cao. Thưa quý vị và các bạn, như báo chí đã thông tin, ngày 8 tháng 5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 12 nhằm cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, sau khi có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có ý kiến gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành cơ quan chức năng xem xét giải quyết những vấn đề nóng gần đây. Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cử tri nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhưng theo bà Liên, cử tri vô cùng bất bình với vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Đó là điều không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, nhân dân rất bức xúc về việc nhiều cán bộ làm giàu từ đất đai, cấu kết với doanh nghiệp, lợi dụng chính sách để làm giàu từ nguồn tài nguyên quốc gia này.
nguồn lực đất đai chưa được sử dụng đúng mục đích. Đây là vấn đề lớn mà xã hội rất bức xúc, cần được xử lý. Vụ án thao túng thị trường chứng khoán ở tập đoàn FLC cần được xử lý nghiêm minh, không chấp nhận doanh nghiệp lớn lại làm ăn phi pháp, không để người giàu lại giàu thêm, từ kiểu làm ăn phi pháp. Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng quan điểm và cho rằng cần làm tốt hơn nữa công tác thanh tra kiểm toán. Ông Bình nêu ví dụ vụ Tân Hoàng Minh FLC. Theo ông, các vụ này đã được phản ánh từ trước, nhưng xử lý muộn, gây hậu quả nặng nề. Nếu công tác thanh tra kiểm tra được làm sớm, xử lý vụ việc sớm, ngay từ gốc thì hậu quả sẽ được giảm thiểu. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho rằng, vấn đề phòng chống tham nhũng cũng cần đề cập sâu hơn vì đây là vấn đề cử tri, nhân dân rất quan tâm. Ông Thạch Dư, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận định, nhân dân rất phấn khởi khi Đảng, Nhà nước đẩy mạnh chống tham nhũng, nhưng nhân dân cũng cho rằng cần có cơ chế, cách thức để ngăn ngừa tham nhũng. Rõ đối tượng nào, lĩnh vực nào để phòng chống tham nhũng, nếu không sẽ chỉ chạy theo để chống tham nhũng. Tại bản báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cho thấy, nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Đồng tình về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Cử tri nhân dân đồng thuận với việc Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn. Xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao. Như vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự, vụ án thao túng thị trường chứng khoán ở tập đoàn FLC, vụ đấu giá đất bất thường và phát hành trái phiếu có dấu hiệu lừa đảo của công ty Tân Hoàng Minh, buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai, Quảng Ngãi. Từ đó, cử tri đồng thuận với việc Đảng, Nhà nước đã xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, kể cả người có chức vụ cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu, không để hạ cánh an toàn. Trong phiên họp góp ý trực tuyến, ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vấn đề, hiện nay nhiều bị can trốn ra nước ngoài, vậy vấn đề nằm ở đâu? Có làm lộ bí mật, có quan hệ cá nhân để đưa đối tượng đi trốn không? Cần làm rõ điều này. Nếu không, rất khó giải thích với dân. Sở Y tế và CDC mượn kit test của Việt Á không báo cáo tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có kết luận về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 với tổng giá trị đã thanh toán gần 207 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Trong quá trình mua sắm phát sinh một số tồn tại như thiết bị có cấu hình, tính năng, kỹ thuật khác với đề xuất của cơ sở y tế, nhiều chứng thư thẩm định giá chưa đảm bảo quy định, một số hồ sơ mời thầu không đảm bảo công bằng, minh bạch, nhà thầu trúng thầu cung cấp hàng hóa không đúng thời hạn. CDC Bà Rịa Vũng Tàu giữ số tiền hơn 86 tỷ đồng, thu từ xét nghiệm COVID-19 nhưng chưa báo cáo tỉnh xem xét xử lý. Kết luận thanh tra nêu rõ, Sở Y tế và CDC Bà Rịa Vũng Tàu có mượn của 6 công ty các mặt hàng là hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Real-Time RT-PCR, vật tư y tế, trang phục phòng chống dịch, hóa chất sát khuẩn, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Toàn bộ hàng hóa này chưa xác định được giá trị, nhưng CDC Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp phát cho 22 cơ sở y tế. Đáng chú ý là CDC Bà Rịa Vũng Tàu cũng mượn của công ty Việt Á 3 máy xét nghiệm PCR, đã trả máy, hơn 28.000 test và công ty hợp nhất gần 340.000 test. Đến nay, chưa thực hiện thủ tục mua sắm, thanh toán liên quan đến kit xét nghiệm COVID-19 có nhãn hiệu Việt Á đã sử dụng. Về trang thiết bị, Sở Y tế tỉnh thực hiện 6 gói thầu, mua 25 thiết bị với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng. Các cơ sở y tế thực hiện 14 gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng. Về vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, Sở Y tế và CDC tỉnh thực hiện 12 gói thầu với giá trị trúng thầu hơn 123 tỷ đồng. Các cơ sở y tế thực hiện mua sắm 141 gói thầu riêng lẻ với giá trị hơn 11,7 tỷ đồng. Riêng nguồn gốc thiết bị mua vào của hệ thống máy PCR, thông tin trong tờ khai hàng hóa nhập khẩu hệ thống máy này có giá hơn 1,7 tỷ đồng. Nhưng giá trong hồ sơ là hơn 4,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 2,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty trúng giá cũng không đủ điều kiện bán thiết bị xét nghiệm theo quy định. Với những dấu hiệu sai phạm như trên, Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ rõ Sở Y tế, CDC tỉnh và Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong đề xuất nhu cầu mua sắm, ký hợp đồng thuê tư vấn thẩm định giá và dự toán các gói thầu, thẩm định việc lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán các gói thầu.